Bất ngờ, nửa đêm ghé thăm cô Thích Trang Điểm thì phát hiện cô có ba tượng Phật bằng vàng. Theo như cô chia sẻ, ba tượng Phật này có giá trị hơn cả trúng độc đắc. Khi cô chia sẻ về quá trình cô có được ba tượng Phật bằng vàng thì bắt đầu trời đổ cơn mưa. Không biết lý do vì sao, bây giờ xin mời quý cô chú và anh chị cùng theo dõi video. Quê mình. Rồi nay cái cô Tâm nói hoài Gò Công là đi cũng hơi xa, Gò Công là xa vậy đó. Rồi cô Tâm nói bữa nay tự nhiên ứng là cô Tâm đi phải đi thôi. Tại hổm cô vô tình đi Gò Công từ thiện thì cô Tâm thấy một hoàn cảnh quá đau đớn, cô Tâm chịu không nổi. Mấy đêm nay, bữa nay bất cứ giá nào cô cực cỡ nào cô Tâm phải đi. Hoàn cảnh là bữa nay mà đau đớn cô Tâm? Nằm ở trong bãi rác á. Chàng ơi, nằm ở trong bãi rác con hử tôi mà cô Tâm nãy cô Tâm đứng là nó hôi chịu không nổi, cô Tâm đứng muốn khóc luôn á. Cô Tâm muốn khóc luôn á, nó không nói thiệt. Bây giờ trên đoạn đường về mà cô Tâm nói sao hoàn cảnh nhiều quá được khổ. Quá trời khổ, vậy cô Tâm có đất hay là liên hệ cái nhà trọ nào cho người ta ở đây rẻ chứ đâu mà tàn nhẫn vậy. Mà cô Tâm nói trong lòng nãy nói bạn của cô Tâm nói phải địa phương sao mấy cảnh này mà không giúp kỳ quá. Rồi con biết cái con vợ nó ngồi giữa đống rác luôn, cô nói không có gian nha. Phải cô có biết chụp hình là cô chụp luôn á, cô không nói gian. Chồng nằm bị tai biến gì không biết. Mà con vợ ngồi phải đi bán ve chai rồi đi ngang chợ thì chắc có người cho. Nhưng mà thương cái cảnh mà hôi á con. Rồi theo mình mà bốc xe rác đi ngang mình chịu không nổi, còn này ở trực tiếp luôn. Rồi mà mưa gió nó tạt vậy nè con, cái nó che vậy nè. Cô hỏi rồi tối thì sao? Nó chạy vô trong kia, cô nói mấy cái sạp người ta bỏ đó em vô trống. Chứ nó tạt bệnh chết á. Nó nói ban ngày nó ra đó mà cưng cô. Nó hôi dữ lắm, nó hôi cái đó là rác không. Cô Tâm đi đâu mà phát hiện ra có hai là cô Tâm đi từ thiện đó. Tại cô Tâm đi từ thiện mà. Cô Tâm đi từ thiện là cô Tâm rồi bởi ai bạn cô Tâm tu ở nhà đó, tụi nó đem tới cúng. Nó nói cô Tâm sao đi cho cực, cô Tâm nói không. Cô Tâm phát miệng cô Tâm đi mà. Cô Tâm đi vòng vòng ngõ sớm mới biết người ta trong hoàn cảnh mình ở nhà đâu có biết. Ở một chỗ không giờ biết, tại vì thầy tổ cô dạy là phải đi ruộng. Tu phải tu trong nhà không, tu làm hành pháp trong nhà. Nhưng mà mình phải đi, mình mới thấy cảnh khổ người ta. Là đó mới đúng là Phật á. Phật không vì mình, Phật vì chúng sanh. Là cô là con ở trển thương, cô nghĩ không phải đây. Tại đó cô hy sinh cái thân cô dữ lắm. Cô nắng cho con hỏi sao như con? Là ngày xưa cô Tâm ấy đi tu ở đâu, đi quy y rồi xuất gia ở đâu ấy? Cô Tâm ấy là cô Tâm tự luôn á. Cô Tâm tự, cô biết có căn cơ rồi ở trên, bề trên là tự cô Tâm làm luôn. Cô Tâm lén lén đi học đạo mà cô học khéo thôi, nhưng mà học ở đâu cô Tâm? Mấy chùa. Mấy chùa cô tiếp duyên với mấy chùa, mấy thầy. Mà cô thích cái môn nào đó, tự nhiên cô ngày đó cái điển cô nghe ai thầy đó, là cô hỏi ra cái môn đó. Về cô mới chép vô sổ cô học. Rồi cái cô đi tới chùa kia, cái cô thích cái môn đó. Cái tại vì nhiều thầy có cái môn không hợp với mình nữa. Rồi cái đi chùa nào cô nghĩ là cô phải thực tế cái vấn đề đó, phải học cái ông thầy đó, là cái môn đó. Tự trong lòng cô phát sinh là chứ cô không có phải vô chùa mà thầy dạy trực tiếp đâu. Cái cô đi lang thang cũng mấy năm trời nha. Cái cô nắm được yếu lĩnh của bên tu rồi, tại vì cô phát nguyện trước. Khi mà cô phát tâm tu là cô phát nguyện cô thờ xong rồi bắt đầu cái cô mới cô mặc áo tràng đàng hoàng, cái cô đem tượng về xong là cô quỳ lại nguyên ngày là cô nghe pháp không, là pháp về Phật không, là bắt đầu xin điển cho con. Rồi bắt đầu cô Tâm đi luôn. Mới đầu cô Tâm chưa tự tin đâu. Mấy năm sau bắt đầu cô Tâm tự tin là ở trên ban cho cô rồi, cô biết rồi, sứ mạng của cô rồi. Thành ra cô đi, bây giờ là đi ít rồi đó, sáng là cô Tâm đi. Đi tới chiều tối mới về mà cái đường nào đó không có tráng được. Đi mà cô Tâm trợt lên trợt xuống cái ghe mà cô Tâm vẫn đi. Mà làm như có độ, có gia hộ. Chứ con biết cái bắt đầu phát tâm từ đó luôn. Từ đó luôn là bắt đầu cô Tâm đi luôn tới bây giờ mà không ai biết. Hình như ở đây không biết mà. Hình như ở mấy cái xứ xa thì biết chút đỉnh. Còn đây hoàn toàn hồi nói cô Tâm đi chơi mà. Hồi nói cô Tâm bị hành xác, bị dựa và tùm lum tái lại. Mà nhiệm vụ cô Tâm làm cô Tâm biết. Cô Tâm biết là cô Tâm làm cái gì. Không có bị dựa, bị nhập, không có gì lên đồng, lên bóng, không có gì. Không có hành xác gì hết. Cô Tâm bệnh rất tỉnh táo. Con có nghe mọi người chia sẻ ngày xưa cô Tâm là cô giáo đúng không? Cô giáo mầm non con. Yeah. Hồi xưa là xuất thân, cô Tâm đi học không à. Cô học ra trường, cái lớn lên cái cô thi vô trường kỹ thuật cơ giới 3 Gò Công. Yeah. Là nhà nước nuôi cô cái năm cách mạng mới vô. Yeah. Là nuôi cô mới đưa lên thành phố làm, năm đó nghèo lắm. Ăn cao lương không à, cô mới về đây. Về đây thì cô có gia đình cũng lủng củng rồi, cô về quê cô ở trong cái ngôi cha mẹ cô trống. Cô ở cũng làm như không có được duyên á, nói chung vậy đi chứ đừng nói gì hết. Rồi cô mới ra đây, sau khi thấy miếng đất này cô tịnh tu được. Cô cảm nhận là cô tịnh tu được nơi đây. Bắt đầu cái đi làm việc nhà nước 15 năm là bên mẫu giáo. Cái cô thấy môi trường nó giống như in Phật nói là hình như là tạp nhiễm nhiều với tà đó, tà nhiều đó. Cô Tâm thấy không phải đúng môi trường cô Tâm tu. Tại cô Tâm dạy vẫn tu bình thường, tu với mấy đứa nhỏ luôn. Là giáo quá nó đạo luôn. Là cô Tâm dạy là cái đó là môn của cô Tâm lèn vô luôn á. Cô Tâm dạy về cái cách tu hành luôn á. Rồi mấy đứa mẫu giáo nó hiểu. Tại vì cô Tâm lúc đó là dạy mẫu giáo, nhưng mà cô Tâm vẫn lèn đạo đức thêm cái môn đó, là cô Tâm tự phát dạy tụi nhỏ.
Hồi xưa là cô Tâm đi dạy được 15 năm. 15 năm, 14, 15 năm vậy đó. Rồi cô thấy môi trường nó không phải của cô. Cô mới về đây, cô mới nói giờ con không phải là người mà nói không có hữu dụng đâu. Con nghĩ con có một cái tài để con làm. Không thể nào con về quê mà con ra khỏi ngành mà con bị thất nghiệp mà con không có giúp đỡ được xã hội một cái gì là cô Tâm không chịu. Cô Tâm mới phát nguyện trước bàn Phật là cho con một nghề nào mà cho về mà bên tu hành là bên đi giúp đời. Mà bạn của Tâm phải người bạn đạo đang hỗ trợ của Tâm. Thì bắt đầu là luôn là ra là đúng ước nguyện của Tâm luôn. Là cô bắt đầu cô hành đạo luôn tới bây giờ. Là ngày xưa cô Tâm lúc mà đi dạy là vẫn có tu tại gia ở nhà. Có chứ. Dạ. Có hồi nhỏ cô Tâm có biết trong lòng cô Tâm là của vậy là một cái thiện là cái chủng theo thầy nói là từ lúc nhỏ là cô Tâm có cái thiện làm có, rồi. Có cái thiện làm là nhà. Thầy nói là kiếp trước mình có rồi. Dạ. Là đem theo cái chủng đời này là cô Tâm biết bởi cô Tâm ai nói gì mà cái gì mà cô Tâm nghe sái ta cô Tâm không có chịu nổi cô Tâm góp ý tại đâu cô Tâm chính vậy người ta ghét cô Tâm cô Tâm có cái cho con hỏi nè như là không? Những cái hình trên tay của cô Tâm này mấy cái này là cô Tâm tự vẽ hay sao cái này mấy năm trước cô Tâm vẽ khác rồi bây giờ mật mã cô Tâm là ở trên cho cô Tâm là tu tịnh khẩu tức là nói cái gì đừng có tạo nghiệp là tu tịnh khẩu nhưng mà mấy ngày đi là cho nói đặng giáo hóa chúng sanh còn ngày thường nhà cô Tâm lẳng lặng không nói gì hết không giao tiếp ai luôn ở trong nhà cấm cung luôn là không có nói gì hết im lặng thiền là nguyên ngày mấy ngày là thiền ở nhà thiền tức là không phải xếp bằng như thầy nói là làm rau cút đất gì là mình thiền là tập trung vô đó là thiền thức tỉnh trong cái việc làm là thiền đó thiền cách tu của tổ cô dạy còn vô thường vô thường là chết cô Tâm trang điểm như thế này là cô Tâm tự trang điểm hay sao tự luôn mỗi người mỗi ngày mỗi khác rồi thí dụ như mỗi ngày mỗi khác thí dụ như mà mỗi lần mình đi ra đường mình đi với cái dáng vóc như thế này với cái hình dạng như thế này mình trang điểm rồi trên tay mình này có những cái chi chít những cái hình vẽ như thế này rồi có bao giờ hàng xóm hay những người dân xung quanh họ nói mình là con theo hay là ông lên bà xuống có chứ lên đồng lên bóng có chứ nhiều đúng không họ không nói nhưng mà có người nói trực tiếp rồi có người cũng nhìn bằng ánh mắt như vậy đó họ thể hiện như vậy mà cô Tâm thí dụ ai mà tiếp duyên cô Tâm nói không cô Tâm không có vậy cô Tâm là người đi quá duyên chúng sanh chứ cô Tâm không nằm trong thành phần đó nhưng mà hình như là những người không biết cô Tâm thì họ nghĩ vậy kệ họ thầy nói nhiều khi thầy mà nó tu lâu mà nó còn nói thầy khùng thôi con cứ làm nhiệm vụ miễn sứ mạng con hoàn thành thì cô Tâm nghĩ vậy cô Tâm không buồn hồi đó cô Tâm buồn lắm cô Tâm buồn mới ra hành nghề người ta có như người ta kiểu như người ta người kỳ lắm nói chung là mình cảm rồi, tự cô Tâm ái cho con hỏi cái câu này sao nó hơi tế nhiệm chút xíu nè cô Tâm có lên đồng lên bóng không không hoàn toàn không ạ nhưng mà cái cách trang điểm cô Tâm nhìn rất giống nha đúng rồi giống với cô Đồng ấy đúng rồi đúng rồi nên người ta nghĩ cô đúng Tâm rồi. Lên đồng lên bóng là nhưng mà hoàn toàn không có cô Tâm xác nhận là rất tỉnh táo hồi xưa giờ không có không tại vì cô Tâm có mấy người bạn lên đồng người ta cái cách người ta khác mà lên đồng xong ra là con khác nó không biết gì hết nó nói mà nó không biết nó nói gì mà nó ra nó rất là mệt còn cô Tâm xin lỗi con đi cô đi hành đạo rồi ha người ta có một người khách hỏi từ trưa mà tới chiều là cô Tâm ngồi tỉnh luôn nó hỏi tại đâu cô trả lời đó tỉnh queo luôn là không mệt luôn á lúc mà ở trên cho cô đi thuyết pháp giống như mấy thầy ở chùa cô nói nguyên thiên luôn mà cô nói cô không biết mệt mà cô nhịn đói luôn mấy năm trước cô đau thử bây giờ cô xe đạp cô là đem theo bánh với, hoặc là nước uống cô đem theo còn cái việc trang điểm mình là giống như bề trên giống, chỉ không giống như là cô thích mô đen thích cô đen thích hả? Giống như nghệ sĩ cô là cái máu của nghệ sĩ là giống máu nghệ sĩ nữa hả cô máu nghệ sĩ hát cô, hò được không cô hát được nhưng có hát được nhưng mà cô ví dụ bài hát đưa cô hát được nhưng mà cái bài nào cô thích rồi cô hát nhưng mà cái giọng cô cũng dễ thương nhưng mà cô máu nghệ sĩ ở nhà cô nhạc tưng bừng khói lửa lắm nhà cô làm hướng đoạn nghe được không con đoạn á có nhưng mà ngắn là đoạn gì cũng được nhưng mà nó cô nhiều cái cô hát nhiều bài hay lắm mà cô hay quên nhiều bài cô hát dễ thương hát khúc thôi cũng được nghe chất giọng thôi tại vì con nghĩ cô hát hay á tại ngày xưa cô dạy giờ sáng nào cô tức hôm nay ai kêu cô hát cô mới nghe mấy bài nào để coi cô rút lại cô chép một bài thôi cô hát cho một bài nha có cái bài nào bài tủ không có chứ con có nhiều bài tủ đó bây giờ cô nói vậy nè dạ cất ra cất trong tủ rồi chưa lấy ra hay sao cô nhiều lắm mà đầu xưa cô chép một vật ký bạn nó lấy cô chắc múa đẹp á cô múa dễ thương á cô múa dễ thương cô múa mà cô múa theo cô á dạ cô múa thử xem thử coi cô múa thì cô múa theo cô dạ. Chứ okay. Chứ rồi, đâu chuẩn bị nha cô múa rồi lên mạng người ta có cười cô không người ta dạ, khen cô thì cô múa vậy nè cô múa vậy nè chứ cô cô không như người ta cô múa vậy đó cô múa vậy đó cô múa vậy đó rồi cô Tâm cho con hỏi là ông xã cô Tâm đâu hồi xưa cái tích là cô Tâm là mắc cái nghiệp về về vấn đề tình cảm nói chung cô Tâm có số đào hoa cô Tâm có số đào hoa cô Tâm hồi cô Tâm có số đào hoa hồi đó cô Tâm chưa đẹp như giờ đâu mà theo như mà cô Tâm có số đào hoa không có người này có người kia
Nhưng mà theo những cái triết mà nhân quả thì tức là vô cưng cô Tâm đó, cưng rồi có bắt đầu thời gian là xong. Nhưng mà không đánh đập không gì cô, mà cô thấy chán cô ra, không đánh đập cô, cưng cô dữ lắm. Mà cô nói chung nhiều ạ, à. Cô nói đẹp cô số đầu qua. Mà bây giờ có cô, nhiều ông theo hay sao? Nhiều ông theo là nhiều cô thương nữa. Cô thương hồi ra xưa nữa. Chưa đẹp mà nhiều ông theo. Chưa đẹp, giờ đúng rồi. Có ông nào theo không? Cô chưa biết, hổm cái chú Phong Viên nói hỏi mai mốt có người thương là cô Tâm nói chịu, đặng em mai mốt em nói. Con nói là gần Quân á. Không biết ai hôm nay hay hỏi gì không biết, là nó Quân nó con hỏi cô tế nhị nhưng mai mốt có ai hỏi mà quen cô Tâm chịu không, đặng con trả lời. Ê, cô nói thôi cô tác tục rồi, cô không thích đó nữa, cô để cô tu đi chưa cứu chúng sanh, cô không có nghĩ vấn đề đó nữa, cô không nghĩ hoàn toàn. Chứ hôm nay đi cũng có người ghẹo cô Tâm dữ lắm, mà cô Tâm hoàn như cô phát tâm là đời xưa cô bị nhiều rồi, cô vợ cô giống như cô hết nghiệp, không phải chán nghiệp, không phải chán nghiệp nhưng mà cô hết nghiệp rồi, cho bây giờ bề trên cho cô tu. Chứ thật sự cô Tâm không đến đổi gì mà đến đâu không có. Nhưng mà có nhiều người nói cô Tâm bị chê, cô Tâm không có. Cô Tâm rất nhiều người ghẹo, mà ghẹo cô Tâm thì cô Tâm chạy trốn. Mà nhỏ nhỏ không nha, cô Tâm nói thiệt. Yeah. Nhỏ nhỏ thương, cô đi làm xa nhiều mấy đứa nhỏ nhỏ thương cô Tâm. Nói sao cô Tâm dễ thương quá à. Dễ thương cái là vậy đó. Mà đòi vô nhà cô Tâm đâu có chỉ. Hoàn toàn chỗ này là hồi đó giờ cô Tâm ẩn không ai biết, cô Tâm không biết bạn bè nói nơi nhà đâu, cô Tâm hoàn toàn không chỉ luôn á. Mà tại sao cái đoàn tụi con phát hiện ra cô á, cái này cũng cơ duyên á. Đúng cô rồi. Cho con hỏi như là đúng. Mấy cái chuỗi này là sao cô? Chuỗi này là bạn cô tặng, nó thấy cô thích đeo nó tặng rồi này, đi nuôi chéo này chết con cô này, cái cô tự thiện cô tặng cô này, không cộng dây vàng mà giả rồi đứt rồi, này cộng dây đạo nữa con, giống như chuỗi đang mình lần á, mình lần A Di Đà Phật, chuỗi nè, chuỗi bên Phật á, A Di Đà Phật, mỗi lần niệm là con niệm ấy chuỗi nè, cái này là cái chuỗi, còn này là cô nghe nói bạn cô tặng nhưng mà bạn cô nói là cái này là chuỗi bên Chúa. Mà nó tặng cô đẹp á, cô thấy cô đeo. Rồi mấy cái này là bên này A Di Đà giải thoát này, là cô đi về ban đêm, là cái này là bảo vệ cô nè, cái nanh này nè là bảo vệ cô. Cô tầm ra cô mua ở Gò Công, cái nanh này là đi ban đêm nè, tà âm hoặc là tà dương, người dương hoặc người âm nè, nhát cô không được nha. Rồi đây là hồi đó cô buồn lắm, hoàn cảnh cô khổ, cô buồn dữ lắm. Ê, bạn nói bây giờ mua Di Lặc đeo vô, thì từ ngày cô đeo Di Lặc là vui, ông Di Lặc lúc nào cũng vui vẻ. Rồi cái Quan Âm nữa, cô có cái hình Quan Âm không? Cô có cái hình Quan Âm đâu? Vậy là Quan Âm, Quan Âm Bồ Tát. Con thấy có Quan Âm không? Đấy. Đây đây đây. Quan Âm Bồ Tát là cứu khổ, cứu nạn chúng sanh, là cho cô đi tâm, cô đi bao la đó, cái tình thương bao la, thấy ai khổ là thương dữ lắm, thương xót xa chịu không nổi. Còn A Di Đà Phật là bây giờ cô đang cái thuyết pháp ông này là phải biết lực nhân quả, và sống là tu giải thoát, tu là sửa xong là giải thoát, là không có sinh tử luân hồi nữa. Xuống đây đời mặc pháp này khổ lắm, mà dù cho không mặc pháp tái sinh lại rất là khổ, sau này nhiều cái nghiệp khổ tới lắm mình đỡ không nổi, bây giờ phải tu lần mới được. Thành ra cô giờ cô đi giáo quá chúng sanh, cái đời này đời nếu tái sinh lại cô đầu thai kiếp nào cô cũng đi giáo quá chúng sanh. Cô Tâm cho con hỏi là cô nên Tâm tu. Có nhiều bạn đồng tu lắm hả cô Tâm? Không, cô không có bạn đồng tu, tại cô Tâm khó tánh lắm. Cô Tâm có một cái nguyên tắc là đúng chất luôn. Cô Tâm nói thiệt, tu là ra tu đời ra đời, đừng có gì mà cái tâm vừa đạo mà vừa đời. Nói chung là hình như cô Tâm hiểu được đạo không cô Tâm, thành ra cô Tâm được hôm nay là vẽ cho con thêm được con nhãn, con mắt thứ ba này. Dạ, dạ. Là mấy cái vị thiền sư nói là cô thêm cái nhãn thứ ba, thành ra cô nhìn ai cô biết hết, cô biết hết nhưng mà cô không nói, thành ra cô không có gần được. Cô nói thiệt, cô hòa đồng dữ lắm, cô thích chơi lắm, nhưng mà cô nói qua một sơ rồi là người đó không là người của cô. Ví dụ là như cô tách ra, nhìn hai đứa con cô biết không? Không, như là sơ khởi là nếu cô theo cô nói á, những người mà đi theo nghiệp lành dù người ta không có hoàn hảo nhiều nhưng mà cô rất ngưỡng mộ. Cô nói thiệt, cô rất ngưỡng mộ, cô rất ngưỡng mộ. Nhưng mà tìm hiểu rồi, con người đó là tìm hiểu phải từ từ. Thầy cô nói là không thể mà thoáng qua mà mình nói được. Tại con người nó có không ai hoàn hảo. Nhưng mà có cái gì người mà cái tự trường tương đương với nhau thì họ hít với nhau. Còn cái người như ví dụ tu á, cô nói thiệt cô hiểu tới đâu luôn á, cô nói thật không nói, cô nói cô trên mạng clip nếu đi tới đâu tôi nói không có gian, tôi nhìn ra tôi biết hết. Thành ra cô tại sao mấy năm nay mà cô không tìm được minh sư để mà cô nhập vô mà cô quy y, thành ra cô về cô lập cái am, cô gọi là cái chùa nhỏ cô, là tự cô tu luôn. Ủa, trong đó là có cái chùa nhỏ cô, đây là cái chùa nhỏ cô giới thiệu luôn thì không cô
Thiệt, cô nói thiệt. Giờ cô cho con vô trống xem được không? A Di Đà Phật. Dạ. Ok. Vậy con mời cô đi. Dạ, chơi. Mời dạ. Tụi con vô. Cô không sợ hai đứa con hả con? Không, không, không. Dạ. Cô là người không? Không, cô không biết. Nhưng mà chân thật thì được vô cái đất này. Cô đã phát nguyện rồi. Không chân thật là cái đất này không tiếp nhận. À, cô nói thật, có cái đất là cô phát nguyện rồi. Thiện tâm mới được vô. Cái đất này cô phát nguyện rồi. Dạ. À, mà thật sự là có luôn. Dạ. Có mời nghĩa là mời hai đứa con thiện tâm thì được vô hả cô? Thì bây giờ cô nói vậy đó về, từ từ cô nói nhiều cái nữa. Dạ. Bây giờ tạm thời là có duyên đi, hữu duyên đi. Cô dọn dẹp cái nhà của mình ấy sạch quá, con thấy xung quanh cây cối mà cô dọn nó sạch bông luôn ấy. Trời ơi, cô nói thiệt con biết dọn này. Hồi đó về cô nói tiểu sử này, nó sình nó lúng lúng vậy nè, nó lúng lên nó lúng xuống, nó đâu phải đầy mà cô phải móc đất đìa móc lên cô tha đắp, rồi về cô đắp bằng tay nữa nha chứ không phải bằng cuốc. Cô móc cuốc cô tha vô cô đắp riết cái đá cô nè, mấy năm cô chạy xe được nha. Hồi đó nó sình con đi không có được đâu. Mà cô phải chở xe Honda mà cô à, ta bỏ đó. Cô bỏ vô bao cô chở mà nặng nó qua mấy đầu cầu cô run lên một cái. Rồi đó xe Honda còn cô tha từ từ mà cô đắp bằng cái này mà cô nghĩ thôi cô thích độc lạ. Cô thích độc lạ sau này mà ai có tiền tài trợ cô để độc lạ luôn. Tại vì cô thích độc lạ. Cô tối cô ngủ đây mình cô có sợ không? Không không không. Không cô không sợ. Cô đã tu rồi cô sợ gì? Cô tu cô là đường vô nhà cô nó vắng tanh mà cây cối gì nữa. Ban đêm còn ghê nữa, tắt đèn hết là con ghê nữa. Tắt đèn hết là con thấy ghê nó rợn luôn á. Có bao giờ bị có hồi xưa cô ở mới cô chưa mà tu rạc ha. Dạ. Là nhát cô dữ lắm là có thể cô bỏ thứ này cô đi luôn. Nhát mà sao ngủ là bắt đầu chợp mắt rồi là hiện ra là hiện trong cô? Trong cái giấc mơ đó là làm rần nó thấy ghê lắm. Là bắt đầu cô mở mắt lại cô không dám ngủ luôn. Dạ. Bắt đầu cái sau cái cô tu. Cô có một cái người Bồ Tát mà bây giờ trợ duyên cho cô họ chết rồi mới nói là cô niệm Phật đi, cô niệm Phật cô tu là người ta không nhát. Thiệt quả từ sau cô tu bắt đầu là không có nhát. Nhưng mà dê cô thì có. Gì? Dê cô thì có. Dê luôn? Có dê cô có. Là sao cô? Lâu lâu cái vô ôm cô. Ờ trong phòng ngủ luôn hả? Ờ trong phòng cô ngủ. Rồi cô mới xin. Cô nói thôi giờ cái xác này nó tu rồi đừng có giỡn nữa. Ừ. Rồi cái lâu lâu cũng có vô ôm vậy đó. Ờ. Là nguyên cục đen nó vô hay sao? Không có, thấy cái hình đàng hoàng. Hình luôn hả? Nhưng mà không cho mình thấy mặt. Ừ. Dữ ghê hả? Mà cái bắt đầu cô niệm Phật xong là đi ra. Con nói nữa, chắc con về luôn á. Không, con sợ thiệt, con nói thiệt, con nói mà con không sợ mà con sợ á. Đúng rồi. Ừ. Bởi thành ra ai cũng nói cô hay quá. Sao ở, dám ở mà. Cô đã con nguyện rồi chứ đó cô sợ lắm. Bây giờ cô hết rồi. Rồi cô cúng cho người ta luôn á. Bây giờ hồi xưa mới về đây ở là bị nhát te bè té bè luôn. Ừ. Ừ. Ốm nhách luôn á. Dạ. Ốm nhách thì ghê mà trao dao thì ghê luôn á. Rồi ngủ còn bị vô dê nữa hả con? Ờ dê nữa, bây giờ cũng còn lâu lâu bị. Lâu lâu vẫn bị. Dạ. Mà thầy nói là ở dưới nó cũng như mình á. Nó thấy gái nó cũng thích vậy đó. Dạ. Ừ. Rồi mấy lúc đó mình làm gì con? Cô niệm Phật. Dạ. Thầy nói cô niệm Phật là nó qua. Dạ. Thì người ta sợ cô niệm Phật. Dạ. Ừ. Mưa có mưa. Đi vô con. Dạ, dạ. Để cô coi cái vỏ cô có. Có gì con ngựa sắt của cô nè. Ngựa sắt của cô. Có cái gì? Ngựa sắt của cô đó. Mỗi lần đi họ cho đồ ăn nè. Họ cho đồ ăn tùm lum đây nè. Đó, họ cho đồ ăn cô nè. Là mình đi ra đường mình trợ duyên cái người ta cũng tặng lại mình. Ừ, người ta tặng mình lại đó. Mấy người mà họ biết cô đi hành đạo á, họ tặng cô ăn lẫn cô đi hành đạo. Ủa, cô trồng bông hoa rồi quá trường luôn rồi ha. Rồi con thấy ban ngày cái cảnh dễ thương lắm. Ban ngày cảnh dễ thương lắm. Ôi dạ. Cô ổ của mình này mà cổ dọn dẹp cái khu nhà của mình rất là sạch luôn các bạn. À, như mấy cái hàng rào bao thôi nhưng mà các bạn nhìn cái nền này chưa chắc gì người thường mình ở mình dọn dẹp được sạch sẽ như thế này luôn. Cô dọn quá sạch quá đẹp. Giờ con vô luôn nha cô. Vô đi, lát con muốn rảo ngoài sân cô bắt cái đèn cho con rảo nè. Ban đêm không bây giờ con dám ở đâu, con mang dép lại vô đi. Cái nhà của cô. Ờ con vô cô. Con vô đi cung tiên. Đã cô là cung tiên mà Phật mà cái tiên nữa. Dạ ơi. Là công chúa nữa, cô là nhiều sắc. Dạ. Con thấy không, nhà cô dễ thương không? Cô thấy nhà cô dễ thương không? Cô bày trí cái ngôi nhà mình đẹp. Cô thấy dễ thương không? Mình lên chánh điện còn đẹp nữa. Dạ. Cô thấy không? Mấy con rọi đây con như nhìn một dễ thương hoa luôn. Góc nào cũng như là ngày Tết luôn, cô thấy không? Thấy không? Nhà cô sinh động nghe không? Hoa này cũng là cô sưu tầm luôn. Sưu tầm luôn. Cô sưu tầm luôn. Cô là nhà khảo sát sưu tầm. Con thấy không? Con sưu quá bất ngờ luôn các bạn. Đây con thấy con này này con đứng ở đây này con thấy dễ thương không? Dạ. Thấy chưa? Nhà cô nó độc lạ luôn, nói chung con người cô lạ là cái nhà cô cũng lạ lùng luôn á. Hoa không các bạn, nhìn vô là bát ngát luôn. Rất sạch luôn các bạn ơi. Cả cô trồng mấy cái chậu hoa ở dưới nữa kìa. Cô đó cô làm. Nó cô thấy không? Cái phần này các bạn xem này, dập tàu ngày xưa mà cô chùa nó có vàng thơm lên luôn này. Đây, đẹp ghê. Lúc ban đầu đi vô mình thấy cái cổng là mình thấy
lạnh lạnh người đó, mình nói chắc cái trong này vô chắc thì nó sập sệ luôn ha. Dạ, nó không sạch phải không? Dạ. Thì mà cỡ cứ nó con một mình cô luôn, một tay cô luôn á. Một tay cô làm hết con rộng đó, ngoài sân cô làm đàng hoàng luôn á. Dạ. Ừ. Trời ơi cô bày trí nè các bạn xem nè. Cái này cũng mất nhiều thời gian lắm. Nhiều thời gian lắm. Dạ. Rất là sạch luôn các bạn. Mấy năm luôn đó cưng, mấy năm luôn. Mấy năm luôn cô trang trí, cô cưng mấy cái con vịt bằng hình ảnh luôn á. Ở trên mấy cái bao cô cắt, cô ấy cô thương mấy con vịt. Tivi hả cô? Tivi mà nó cũng hư rồi con, cô làm cảnh luôn á. Cô cắt mấy cái con... Mấy con người ta dục đi rồi đó. Mà cô tận dụng người ta dục đi rồi đó. Mà cô về cô giặt lại cái cô thương lắm, cái gì cô cũng thương á. Nhiều khi chó, mèo, gà, vịt người ta tới cô cho ăn chứ. Cái này là cái phòng khách của mình thôi đúng không? Cái phòng khách nhưng mà cái giường trong cô ngủ nó hư rồi. Chứ mấy là quay đây cô tiếp khách không, là nơi tạm thời cô ngủ đây. Tối cô ngủ đây. Còn cái chánh điện là ở đâu? Chánh điện đây, mời dạ, con lên chánh điện. Bữa nay tụi con ngủ riêng tới cái lạ nha, nay Di thấy lạ nha Ly. Đây là cô nói là linh ứng nè, cô kể luôn nè, đây. Lên, tụi con chắp tay đàng hoàng. Thưa Phật đàng hoàng. Cái này cô ước mấy năm luôn, tự nhiên cái bữa tụi con về là bắt đầu là tới cô luôn đó Di. Dạ. Cô ước mơ mấy năm luôn á Di. A Di Đà Phật. Trời ơi cô ước mấy năm trời được đó Di. Mà tự nhiên bữa đó là đủ duyên là chở luôn tới đây cho cô luôn. Cô nói thiệt, bởi cô nói linh ứng, cô nói với con mà cô linh ứng mà. Cô thích gì có nấy. Cô thích gì có nấy. Có Duy Cờ hôm trước tới quay. Có quay nhưng mà chưa có cái này. Đúng rồi. Chưa có. Duy Cờ tới quay. Tới quay mà chưa có cái này. Có người chở tới luôn. Có người. Qua về tụi con về đâu Di. Dạ. Bắt đầu mà cái ước mơ này mấy năm rồi. Mà cô ước mơ được đơn sơ tại vì mấy cái tượng nó bán nó không đẹp gì đâu. Tự nhiên cái tới đủ duyên. Trời ngỡ ngàng cô nói, bạn cô nói cái này người ta chê. Ôi cái này của con, của em, của chị. Đem về cho chị. Rồi xem ra nó tài trợ tiền luôn rồi cho ót vô đây luôn. Cô thấy đúng là linh đúng không? Tạm thứ Phật. Quá đẹp luôn cô. Cô nói thiệt con, cô tưởng tượng lại. Nhưng mà cô chưa có cái tại vì cô tính rằm, rằm tháng 7 là ngày tốt cô mới thượng lên đây. Dạ. Cô trang trí đẹp. Cô chưa thượng lên ha, mới chưa, để đây đỡ mới để ha. Mấy cha mẹ ngồi đây đỡ. Mới hôm qua luôn hả cô? Mới hôm kia hay gì đó cô quên rồi. Là Duy mới xuống được mấy đúng ngày thôi, cũng thấy quá trời lộng lẫy ngày rồi. Quá trời lộng lẫy không Duy. Duy mới xuống có 2 ngày mà có người tay trợ mà ước mơ này là mấy năm rồi. Mấy năm rồi. Mấy năm rồi. Mấy năm rồi mới được. Bởi cô nói con là cô ước gì có nấy. Cô ước gì có nấy. Mà đêm nay là báo mộng cô, ngày nay cô vui nữa. Ngày vui nữa. Biết cô biết luôn. Báo mộng trước hết chứ. Cô nói thật, cô nói lên YouTube cô nói, cô nói thêm. Cô ước gì là mách bảo cô trước. Đêm nay là mách. Cho anh hỏi nè. Hôm trước em xuống em quay là không có đúng không? Đúng rồi. Không có, chỉ có này nè cô. Chỉ có này là cô thờ rồi, hồi đó cô thờ này nè. Là cũng tam tế Phật đó. Tam tế Phật. Nhưng mà đây là cốt. Ảnh thôi, bây giờ là cốt. Mà ta nói lên cốt là ngon nữa. Mà đặc biệt là cái cốt của tam thế Phật này là của một cái người kia họ chê. Ai cũng chê á. Cái cô đó cô thỉnh từ Vũng Tàu về mà cổ trang qua ai cũng chê. Mà cổ nói trời ơi tới mà bỏ lăn bỏ lóc cổ đứt ruột. Tự nhiên cái điềm của cô đi ngang nhà cái cô đó lạ quá à. Cái cô nói trời tôi nghe nói nhà cô có cái đó. Cô cho chuyển qua tôi được không? Tôi ước mấy năm. Nói trời ơi chị ơi hôm nay em đưa ai cũng chê cho. Tôi nói thôi không đủ duyên là của tôi. Của tôi. Thôi bưng về cho tôi. Rồi cái cô nói giờ cô cũng nghèo, cô không có tiền xe đâu ôm, nó kêu chở xe đâu ôm. Hỏi mấy chục, năm chục. Nó đưa cô 50 luôn rồi, tài trợ chở luôn cô. Mượn con bé nó bưng vô đây cho cô. Trời ơi, bưng luôn. Quá tuyệt vời luôn rồi. Người ta chê. Dạ. Ở đây không biết tôn trọng, tín ngưỡng cha mẹ chứ. Dạ. Rồi đúng duyên cô bưng vậy luôn, trời cô về cô mừng. Lộng lẫy luôn cô. Lộng lẫy sáng sủa luôn đó con. Trong khi đó còn rất mới luôn các bạn. Sáng, không trong hộp, trong thùng đàng hoàng con. Trong thùng đàng hoàng. Trong thùng đàng hoàng chuyển từ ở trên Vũng Tàu về. Cái này trên chùa Vũng Tàu á. Con thấy trời ơi đúng là rồi chiếu nè con. Bữa nay đèn chiếu nên chiếu nè con. Đèn chiếu chiếu luôn. Mà cười nữa con. Cái miệng A Di Đà cười với cô nè. Con thấy không? A Di Đà cười với cô là cái tượng này từ đời sau là cô ở nhà là cô ở nhà là có người tài trợ tại nhà. Mang trước cho đi. Con thấy linh ứng không? Con thấy linh ứng không Di? Con thấy nghèo quá, con không có tiền. Cũng ước mấy năm bây giờ có cái cổ mừng quá. Quá trời mừng hả con ha? Ngày xưa mình tới đây mình quay mà cổ quỳ lại luôn. Các bạn biết rồi, đúng là linh ứng luôn. Mà sao tượng Phật mà chê ta? Không hiểu à. Bởi mấy người đó không có căn, không có giống như họ. Tượng nào cũng là tượng đúng không thưa con? Con cái tượng Phật là con tôn kính là mấy năm cô khổ nha. Là tự nhiên cái đây nè, nó vô một xe ra, nó gói gọn, nó bưng cô về mà. Trong khi đáng này là quý giá mà tại sao nó không biết tận hưởng. Từ ngày về là cô lên đời luôn. Là coi như cô nghèo thiệt mà cô không có khổ. Cô nghèo thiệt mà cô không có, cô ước gì có nấy. Nó không có biết tôn trọng. Là cô đem một, cô chở xe ra mà nó nẹp một thùng nè. Bó là đàng hoàng, cô nẹp cô chở vậy luôn.
Từ ngày cô về là trong nhà cô rất là linh luôn. Yeah. Độ cô dữ lắm. Nhưng mà cô nghèo mà cô không có cô khổ thì tượng nào cũng như tượng mấy à, không nên chê đâu. Tại vì người ta không có biết tín ngưỡng. Yeah. Bây giờ cái tượng đây đi dọc đường mà cô thấy người ta dục Quan Âm cái hình cô cũng lượm lên. Cô lượm lên. Mà có thỉnh chinh chùa về rồi mà còn chê nó không biết sao luôn á chị. Ở đây cô Tâm còn không có phải nhặt để lên một cái tấm hình. Tấm hình này cô nhặt không nè anh? Nhặt không đó, cô nhặt không đó. Cô đi qua đây cô trong chùa người ta bỏ đó. Cô nhặt cô nói thôi về độ cho con khổ quá. Độ con đi hành đạo. Là cô nhặt về không đó người ta bỏ đó. Là cái miếng tượng Tam Thế Phật ở trên này cũng cô nhặt luôn. Người ta bỏ luôn đó. Người ta bỏ. Người ta bỏ đó. Người ta bỏ đó. Còn cái người ta bỏ đó. Còn cô không biết nè, con lấy cái linh căng thêm nữa. Giữa cái chùa. Giữa chùa Thiên Liên con thấy không? Tự nhiên hai cái tượng đẹp vậy mà bó trong cái giải mà tự nhiên bỏ giữa đường á, bỏ giữa đường cái trước cửa chùa Thiên Liên. Con thấy không? Rồi cô thấy cô tưởng cái giọt rác tại cô hay sưu tầm lắm. Cô tính đem cái giỏ về cô đem tính lượm rác ở trong bỏ ra. Không ngờ tới thấy gói trong mỗi mẹ là gói trong cái giải xanh xanh. Trời ơi cô đứng cô xúc động. Cô xúc động cô muốn khóc luôn á. Tại vì cô tôn kính mấy vị này lắm. Cái cô nói thôi rồi của con rồi, của con rồi. Con thỉnh về. Con thỉnh về mà cô dòm dòm có ai nói mạnh trộm không? Tại vì dòm dòm có phải có ai để quên không á. Dòm một hồi lâu luôn á, cô kỹ vậy đó. Lát không thấy ai luôn. Cô nói thôi cha mẹ về nhà con đi con thờ đang cứu con khổ quá. Là bắt đầu cô thỉnh là cô thỉnh luôn á, cô về cô thờ luôn. Này là thiên thủ thiên nhãn nè. Là cũng trăm tay ngàn mắt á. Còn bên đây cô Tâm ơi, cô Tâm. Gì con? Còn hôm nay con tới nhà cô á, con mới gặp cô lần đầu tiên á. Duy thì gặp cô cũng hai lần á Duy. Dạ. Hai lần rồi. Duy thấy hôm nay cô vui không? Vui. Vui còn hôm không đúng. Không. Con không nói vậy hả? Cô nói ngày nào cô cũng vui hết. Ý là con nói hôm nay cô được Tâm Thế Phật ấy, cái gương mặt của cô nó rạng rỡ hơn á. Cô ngày nào, năm nào, tháng nào cô cũng vậy á. Dạ. Tại vì đối với cô bên Phật, bên đạo cô là thuận duyên, nghịch duyên đều vui hết. Dạ. Điều quan nghĩ nhưng mà nay là vui hơn nữa. Giờ ba tượng Phật này còn mừng hơn chú số nữa đúng không thưa con? Dạ. Tài sản quý giá của cô. Dạ. Cô ước mơ mà. Còn hơn mà, chú số nữa. Hơn. Vậy là cô chờ cái ngày lành tháng tốt để cô đem lên trên. Có một ngày nguyên ngày luôn. Cô phải hành pháp nguyên ngày luôn. Hành pháp nguyên ngày. Nguyên ngày luôn chứ. Giống như là mình trì chú đúng không thưa con? Không biết cô làm bên pháp của cô. Dạ. Là pháp ngày đó là cô dành đặc biệt cho mấy cái vị này luôn. Dạ. Nguyên ngày luôn. Phải lựa ngày đẹp. Đúng bạn cô nói là về thượng liền cô đâu có tánh đó đâu. Cô phải trước khi cô làm một cái gì là cô trang hoàng, phải chuẩn bị đàng hoàng, lễ lộc đàng hoàng. Đúng rồi. Cô phải tắm Phật chứ không tự nhiên về cái đưa lên đâu có được. Là mà trước khi con biết cô không có được bất kính mà con biết gỡ rồi cái thùng xốp nha nó dính cùng mặt cùng đồ cô bữa đó đêm nó cô mệt mà cô ráng cô gỡ từng cục cùng xốp dính lên mặt cha mẹ cô nè nó dính với nhà rồi sau lưng nữa rồi tùm lum trong hốc trong mép vậy đó cô lấy tâm nhang cô cứ đâu phải ra rồi liền đâu nó dính mà người ta gỡ nó còn bất kính nữa con thay vì gỡ đàng hoàng đó môi ngang hông à cái thùng mà đựng á môi ngang hông mà xé coi như không có biết tôn kính là cái gì bởi của nó làm sao độ được không có độ được mấy gì mà không tôn kính thấy cô hèn chi lúc nãy vừa vô cổng thấy cô trò chuyện tôi cô vui cô cười nói chuyện mà ngày nào cô cũng vậy á cô đi ra ngoài được nhưng mà lần trước con có xem clip của Duy Cầu hay cơ không có không, không có bằng nữa con chắc nay cô lên đứng rồi đó mà cô nói cô ra chợ vậy ai mà bị khổ á ngồi xung quanh đây lại đây ngồi tôi ghẹo cho mấy cười là bắt đầu người ta hết khổ người ta quên á người ta nói trời ơi nãy giờ còn hơn ai mà cho vàng bạc cô đã từng đi động viên người ta là cô pháp ban vui cứu khổ là người ta đang buồn cô làm cho người ta vui cô làm cho người ta vui giống như hôm nay hai anh em tụi con xuống nè rồi tối hôm qua là cô ngủ á cô có nằm mơ thấy có, không biết luôn có biết luôn cô biết luôn cô biết là hai cái lọc luôn thành ra bữa nay phải chạy được Gò Công tự nhiên nay chạy về chưa im nữa là chạy từ nãy cô, là tự nhiên cô nghĩ là từ Gò Công chạy cái về cái này là hai điểm tại vì thường thường cô báo có một điểm thôi mà tự nhiên báo hai điểm mà cô nói cha bữa nay là chắc có hai nơi rồi ra sáng tự nhiên chạy đâu Gò Công rồi cái tự nhiên cái con điện cái chạy về đây là hai rồi có như là cô nói linh ứng nhiều khi ai không tin đó. Tự nhiên có một cái linh ứng gì mà báo cô là biết báo cô biết cái gì mặt mà không cho cô đi là phải làm một cái gì cho không cho cô đi không cho cô mấy hồi xưa cô đi dạy á mà sao cô đi dạy cái cô thích hoa, cô thích đẹp dữ lắm cô thích cái gì đẹp đẹp là nhỏ nhỏ xinh xinh là cô có mấy con hình này có bé nhỏ này gì con thấy cái hình mà con chó mà kéo áo ông sư thầy không đó
cô bông thích, hoa, cô hoa thích nhỏ này. Nhỏ thấy thương lắm. Cô cắt cô dán đây. Cô có tay khéo tay, cô cắt bông đồ đẹp lắm. Vậy mầm non thì chắc chắn là múa đẹp à. Mà con biết hồi đó tụi nó trường lớp ra nha. Mà mỗi lần bên mấy ông mấy vị lãnh đạo xuống là chê tụi nó không. Mà cô hợp đồng cô vô mà cô không bao giờ cô bị chê. Mà người ta còn khen cô. Hồi xưa cô học ở đâu cô nhỉ? Cô hồi xưa cô học là phổ thông ra. Phổ thông ra cái cô mới đi học nghề. Là cô học kỹ thuật là 2 năm. 2 năm nội trú nhà nước nuôi cô. Kỹ thuật gây cơ với ba gò công nè. Rồi cái ngoài Hà Nội vô nuôi cô. Mới đưa lên thành phố làm. Làm xí nghiệp cơ khí. Cô thấy đàn bà mà làm thì cũng kẹt quá. Nhớt nhau tùm lum mà. Cái cô mới về quê là bạn nó giờ có trí thức thôi, cô đưa vô đi dạy. Đưa ngang vô luôn mà năn nỉ cô nha. Đi đưa cô làm mà cô năn nỉ cô không chịu luôn. Cô nói là cô thích tu. Cô thích tu, cô không thích tới chỗ ồn ào. Cái má cô mới rầy, má nói người ta đưa mày vô cho mày nở mặt. Mày đi đi, con không, con không thích chỗ ồn ào. Nói mày đi rồi bắt đầu cô mới đi. Cô không thích chỗ, cô Tâm cho con hỏi là chắc như tu. Là năm bao nhiêu tuổi thì cô Tâm biết mình có cái linh tính thiện lành như vậy? Hồi nhỏ lắm. Nhỏ là hồi nhỏ coi như hồi nhỏ là cô bắt đầu học cái lớp 6, 7, 8 là cô biết rồi. Cô biết trong người cô có chất, cô nói ra là mấy bà kia nói cô có giọng nói lạ lắm. Cô nói ra như con chim nó hót vậy. Mà cô hồn nhiên mà cô vô mà cái tánh cô rất là thiện lành, cô biết luôn á. Cô biết mà sao cái qua ra đời, cô lấy chồng xong là khảo luôn á. Khảo luôn bắt đầu cái tự nhiên cái cô phải có cái bản năng của cô. Thành ra người ta nói cô hung dữ. Tại vì phải có cái bản năng mình mới sống hoài cái đám ta bà được. Cô thể hiện ra. Nhưng mà cái chất của Tâm là rất hồn nhiên, dễ thương và rất là lương thiện. Là cái bản năng của cô Tâm. Rồi cái nhà này là sao với cô Tâm? Cái nhà này là hồi đó là nhà lá. Nhưng mà nhà của ai? Là của cô Tâm solo lên luôn. Một ý là cái đất này của ai? Đất này là đất của cô Tâm. Là cái tích hồi đó ông bà về đây. Hồi năm ở chung nhà cô Tâm thấy có nhiều cái nó cũng không có được mặn mòi đó, nói chung vậy đi. Chứ tên Liếp đừng có nói sâu xa. Rồi cô mới ra đây sao cô thấy cái miếng đất này dễ thương quá. Làm như cái duyên của cô. Cái cô lấy keo cô chặt, cô làm nhà. Nó giọt mưa, giọt tùm lum, bạn tới ở dựa vô là gãi. Cái mà năm đó cô Tâm khổ lắm. Cái tự nhiên bạn cho đi dạy cũng lấy đồng lương có 100 mấy ngàn rồi, cũng sống đây lắm. Rồi năm đó mấy cô, hồi đó cũng có một số Việt Kiều bên ngoài là bên bà con cô Tâm. Tự nhiên lâu lâu về cũng cho 100 đô vậy đó. Cô Tâm nảy nở ra thêm. Bắt đầu cái năm đó gia đình chưa nghịch với mình, cái cũng giúp. Cái bắt đầu cái sau cái trái, cô Tâm mượn tiền má làm xong cái trái xong trả vừa hết nợ trái. Cái còn thiếu mấy triệu giờ má cho đó, má gần ruột cô Tâm. Cái sau tự nhiên lúc mà nhà lá nha, cái tự nhiên cô Tâm có ông Bồ Tát vô. Tự nhiên là mà đưa cái ông Bồ Tát vô, ông bạn của Tâm mà ông đi làm thợ hồ. Ông tới ông tóc rồi hết ông làm á. Ông đi làm về làm một cục tiền ông đưa cô Tâm. Là ông cho rồi. Tài trợ cho cô là ông biết làm thợ cất nhà. Ông mới tóc ba lá rồi hết rồi lúc đó anh em gia đình cũng có cho. Rồi cái cô Tâm mới nảy nở rồi đó như cái chồi lá vậy. Rồi nở riết bây giờ là cây cũng cây tạp thôi nhưng mà cũng được. Nhưng mà con thấy tương lai chứ mối một trong nó sụm. Nó giọt rồi đó cô Tâm. Nó giọt đó con. Có chỗ giọt vô không? Rồi nhà cha mẹ của cô Tâm gần đây không? Đây nè con. Ở bên đây nè. Bên đây nè. Bên nhà lớn nãy con đi vô. Nhà lớn đó. Nhà lớn đó. Rồi anh em cô Tâm. Anh em thì giờ nói chung là mình lên liếc thôi bỏ đi. Đừng nói chuyện về. Nói người ta nghe. Dạ dạ tư tỉnh về cái cuộc sống. Đừng nói. Nói chung là cô bị khảo. Cô Tâm ăn uống sao? Cô ăn nè sáng cô Tâm thức dậy cô nói hỏi là cô nói đàng hoàng à, cô nói là cái cách mà hành pháp cô bởi cô ghi tụi nó làm không nổi không. Cô Tâm nói là ngày thầy nó ngày nào cũng vậy, ngày nào cũng vậy, tức là sáng trước khi ngủ dậy nằm ở trong niệm Phật 10 lần và chúc tạ ơn trời Phật đã cho con ngủ dậy tỉnh giấc con được sống. Con cảm ơn trời Phật chư đại Bồ Tát Long Thần Hộ Pháp Cụ Quyền Tất Tổ, những vũ trụ bao la đất nước gió lửa cỏ cây hoa lá ánh sáng và những người đã giúp con trong lúc con khó khăn, là thầy cô dạy cô phải làm vậy, phát nguyện. Và cô có đi nuôi bệnh mấy năm trước thì cô thấy bây giờ cô phát nguyện thêm là những người hôm nay là những gì người làm trong ngành y thì mạnh giỏi đang phục vụ chiến tranh vì bệnh hoạn, còn những người bệnh thì đi khám bệnh thuận duyên, còn đau nhất thì bớt đau nhất, rồi biết tu hành vậy, chủ yếu là phải biết tu hành, rồi người giàu biết giúp đỡ người nghèo, là chia sẻ dù không tu rồi cũng chia sẻ bằng cái gì cho người ta sống là tội nghiệp lắm. Đó, Tâm phát nguyện vậy xong Tâm đứng dậy ra là Tâm bắt đầu đi bứt bông, đi hái bông, là vậy là phải bứt bông hái bông nha,
thấy bông trong nhà trong vườn thì thầy nói cái nào cũng được. Tâm chân lên đó, tâm rót nước, tâm rót nước rồi cái tâm trải dưới đây, tâm trải dưới đây, tâm lại Phật, tâm trải dưới đây, đó, tâm trải dưới đây vậy, tâm quỳ, tâm quỳ lại 21 lại, tâm quỳ vậy nè, đó, tâm quỳ vậy, tâm lại đủ 21 lại, là năm dốc á, thầy nói là năm dốc khắc đất á, là quỳ lại như vậy là đủ 21 lại, đó. Rồi ngồi xin là sau này là về với Tây Phương Cực Lạc. Rồi sau này con tên là Lê Quỳnh Thúy Phượng, sinh ngày 3 tháng 9 năm 1960, ấp Quy An, xã Long Bình, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang. Con nguyện là sau này con có hết báo thân này, con giảng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc. Xin Phật A Di Đà Đại Từ Đại Bi ngưỡng nguyện phóng quang tiết độ cho con. Ngày con đi được tỉnh táo sẽ tự sự tiếp dẫn của Phật A Di Đà, nghiệp sạch tình không biết trước ngày ra đi. Là cầu nguyện cho Phật gia hộ cho con giữa đám ta bà, tâm con thanh tịnh, tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự, con hòa nhập chứ không hòa tan. Cầu nguyện chúng sanh ai cũng biết tu hành. Cầu nguyện cho Phật cho diệt tham sân si trong người con, cho con có lòng từ bi bác ái, cho tâm con được giống tâm Phật, tâm Bồ Tát. Con làm đủ bổn phận của con tùy duyên mọi nơi mọi lúc, xin Phật gia hộ độ trì cho con đi độ chúng sanh tùy duyên mọi nơi mọi lúc. A Di Đà Phật, con thành tâm sám hối những nghiệp chướng mà con đã gây ra cho chúng sanh. A Di Đà Phật. Rồi cô tâm lại bốn hướng, cô tâm lại bốn hướng. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Rồi bắt đầu cô tâm xuống, cô tâm nấu mì, cô tâm ăn.